Rồi hello mấy bạn nha. Nay giới thiệu bạn đất mới. Vô be mới móc lên hôm qua. Này chuẩn bị làm vật liệu xây dựng nha các bạn. Có mấy cây tiêu nè. Tiêu mập lắm. Vườn có khoảng 1.000 cây cây nguyệt quế nha các bạn. Gốc là từ 10 năm trở lên. Tại đây trồng nó sát á, cái nó bị cao á, không đẹp. Này mà ai mới chơi á, cắt ngang đây nè, hoặc là tỉa cành đồ lại á, dưỡng nó lại. Cây hoành mà một tấc mấy, hai tấc không nha các bạn. Để thấy quay lên bếp nó vậy á. Đang đắp mô lên hết. Ngoài đây là mai mốt mình cất nhà. Mấy cây này mua, ai muốn trồng mình chia lại luôn, giá thỏa thuận. Còn ngoài đây nè, ngoài đây là nữa mình bơm cát vô đây nè, mình dựa. Lại có ghe nhẹ. Vườn bên đây nè, tiêu với lại cacao. Quế, mai, nhãn đồ nhiều lắm nha. Quế nữa. Đây là sắp tới chuẩn bị mở lộ 3 mét nha các bạn. Ngoài kia có con lộ 2 mét nữa. À, không, chỗ này làm bơm cát vô giữa cát nè. Đá, xi măng nữa, vật liệu. Chung chỗ này, khu này người dân còn hoang sơ lắm. Chưa có nhà nhiều đâu. Nếu mà có nhà nhiều với đường, đường này mà nó làm gòi đất mắc lắm. Bên đây có con kênh này nữa nè, nhỏ. Hôm qua mới mướn sóc chàm, chàm bự bự bự. Này dài là 60 mét, ngang là 30. À, nguyên vườn người quế luôn.
Vườn bên kia là nguyệt quế, cacao, nhãn, mấy chục năm thôi nè các bạn. Nói chung đây là đất thịt không à, chứ không phải là đất dĩ chứ. Đất thịt nè, cạp lên. Chỗ này là dự kiến là mai mốt là trồng nguyên hàng dừa nè. Trồng nguyên hàng dừa đặng bảo vệ cái bờ này nè. Để đi qua anh đây coi bác Sáu ông mà hến chiều nấu canh. Đâu rồi bác Sáu? Hả?